Hello, và lúc video này lên thì chắc là đã qua Valentine rồi đó. Tuy nhiên là vẫn còn trong tháng 2, thế nên là mình chúc các bạn đang độc thân hoặc là có đôi có cặp, các bạn sẽ hưởng một tháng 2 thật ngọt ngào, tràn đầy tình yêu thương. Và bây giờ đã đến giờ để chúng ta mở lòng ra và đón nhận những thông tin đáng chú ý của tuần này. SSD NVMe PCIe 5.0 phổ thông đầu tiên phát ra tiếng ồn đinh tai nhức óc vì quạt quay tới 21.000 vòng trên phút. Game thủ lực bất tòng tâm khi thấy đối phương dùng AI để tác quai tác quái trong Rocket League. CPU Intel thế hệ thứ 14 Meteor Lake sẽ tiết kiệm hơn 50% và có iGPU mạnh gấp đôi Raptor Lake. Intel sắp nói lời tạm biệt với CPU thế hệ thứ 11 Rocket League. Microsoft phát triển AI VoE có thể nhái giọng người chỉ sau 3 giây thu âm. Star Wars Jedi Survivor tung trailer gameplay múa kiếm siêu mượt, chém địch như cắt đậu hũ. Xuất hiện CPU Intel Core i5-13490F và Core i7-13790F phiên bản Black Edition. Đúng là SSD NVMe PCIe 5.0 thì rất là mạnh, nhưng mà tiếng ồn của nó cũng sẽ khiến cho các bạn quan ngại phần nào đó. Leaker Momomo US cách đây ít lâu đã chia sẻ một vài tấm hình và video clip về chiếc SSD NVMe PCIe 5.0 của hãng CFD Gaming. Theo đoạn video cho thấy chiếc quạt SSD quay với tốc độ rất nhanh và phát ra tiếng ồn rất lớn. Tuy nhiên, tiếng ồn này chỉ nghe thấy lúc chép dữ liệu mà thôi. Đặc biệt là chiếc quạt này có thể quay tới 21.000 vòng trên phút và phát ra tiếng ồn 21.5 dB và chạy ở mức điện 5V. Về mặt hiệu năng, có thể thấy SSD NVMe CFD Gaming 2TB có tốc độ đọc và ghi tuần tự lên tới 10GB trên giây. Tiếc là sản phẩm này chỉ có bán tại Nhật Bản với giá là 8.900.000 đồng. Trong năm 2023, hãng sẽ sản xuất thêm mẫu 1TB và 4TB, nhưng chưa rõ ngày mở bán và giá chính xác là bao nhiêu. Phát hiện một số người đã tận dụng dự án AI để ăn gian trong game Rocket League. Trong thời gian gần đây, fan của Rocket League đã phàn nàn về vấn nạn xuất hiện một con bot được huấn luyện bằng máy học để tác quai tác oái trong game. Con bot này tên là Nesto, và gần đây có một người đã tạo ra những công cụ để đem con bot này vào những trận đấu online, đồng thời cũng mang Nesto đến với cộng đồng Rocket League. Những công cụ này cực kỳ dễ cài đặt và sử dụng, và chỉ trong vòng vài tuần là mọi chuyện đã vượt xa ngoài tầm kiểm soát. Thậm chí có nhiều người đã phát hiện con bot này xuất hiện trong các trận leo rank là đằng khác. Nhà phát triển đã ghi nhận vấn đề này và đang tích cực tìm kiếm cách giải pháp. Trong thời gian đó, nếu người chơi gặp phải con bot đó thì có thể gửi báo cáo ngay trong game và liên hệ với đội ngũ hỗ trợ. Dự kiến là CPU Meteor Lake của Intel sẽ được ra mắt vào năm 2023 và đây sẽ tiếp tục là một con chip có kiến trúc lai của nhà Intel. Theo leaker Wang Raichu, dự kiến là CPU Intel thế hệ thứ 14 Meteor Lake sẽ có hiệu năng sử dụng tốt hơn khoảng 50% so với CPU Intel thế hệ thứ 13 Raptor Lake. Hay nói cách khác, CPU Meteor Lake chỉ cần tốn một nửa điện năng là sẽ đạt được hiệu năng tương đương với Raptor Lake. Với thiết kế theo kiểu Sidebay, Intel sẽ kết hợp giữa Intel 4 của CPU Sidebay và tiến trình TSMC 5 nanomet của GPU Tile lại với nhau, và từ đó cái sản phẩm này được hoàn thiện hơn. Ngoài ra, Meteor Lake còn được cải thiện về mặt hiệu năng với nhân P-Core Redwood Cold được kết hợp với nhân E-Core Redmond để tạo ra sức mạnh tối đa cho người dùng. Thêm vào đó, iGPU của Meteor Lake sẽ mạnh gấp đôi so với iGPU của Raptor Lake. Theo tin hành lang thì iGPU của Meteor Lake sẽ có 128 EUS chạy với xung nhịp là 2GHz, trong khi đó Raptor Lake chỉ có 96 EUS mà thôi. Hơn nữa, kiến trúc iGPU lần này cũng được đổi từ Intel Iris quen thuộc sang SEMTL, hứa hẹn là sẽ mang đến cho các bạn nhiều hiệu năng vượt bậc cho CPU Intel thế hệ thứ 14. Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, chipset dòng 400 và 500 series dự kiến là sẽ bị khai tử cùng với CPU Rocket Lake vào năm 2024. Intel vừa mới công bố kế hoạch ngừng sản xuất vi xử lý thuộc dòng cao cấp thế hệ thứ 11 Rocket Lake. Ngoài ra, Intel còn cho biết chipset 400 và 500 series cũng sẽ sớm bị khai tử luôn. Intel khuyến cáo với các đối tác là họ mau mau đặt những đơn hàng cuối cùng cho CPU Core i5, Core i7 và Core i9 thế hệ thứ 11, cũng giống như là những dòng Xeon W series tương ứng và bản chipset 400 lẫn 500 series chậm nhất là vào ngày 25 tháng 8 năm 2023. Những con CPU và chipset cuối cùng sẽ được gửi đi vào ngày 23 tháng 2 năm 2024.
Dòng vi xử lý Intel thế hệ thứ 11 sẽ có hiệu năng tốt hơn thế hệ tiền nhiệm trong nhiều tác vụ khác nhau, nhưng do chúng bị Intel giảm số lượng từ 10 nhân của Comet xuống còn 8 nhân mà thôi, cho nên những ai cần nhiều nhân hơn sẽ ưu tiên chọn AMD Ryzen 9 3900 series với 12 hoặc 16 nhân, hay thậm chí là Intel Comet Lake thế hệ thứ 10. Cho dù là gì đi nữa thì Intel cũng đã tiếp tục tung ra hai thế hệ CPU desktop mới sử dụng tiến trình 10 nanomet tiên tiến rồi, thế nên khả năng cũng sẽ không ai mấy cảm thấy tiếc nuối vì dòng Ryzen Lake này bị khai tử. VoE sẽ là một AI mới được phát triển bởi đội ngũ của Microsoft. Dự kiến là nó đang học cách nói chuyện giống như con người. Tương lai có thể là các bạn không còn cô đơn nữa rồi. VoE là một trí thông minh nhân tạo được phát triển bởi một nhóm nhà nghiên cứu tại Microsoft. Nó có thể nhại theo giọng người với chất lượng rất tốt chỉ sau vài giây nghe đoạn thu âm mẫu. This is where that line has been. Everything is run by computer, but you got to know how to think again, do a computer. AI này được huấn luyện với khối dữ liệu cực kỳ lớn và đa dạng, bao gồm 60.000 giờ thu âm giọng nói bằng tiếng Anh và thu thập từ 7.000 người nói độc nhất. Các nhà nghiên cứu tin rằng do lượng thông tin nạp vào vô cùng lớn, cộng với việc cực kỳ đa dạng cho nên VoE sẽ linh hoạt, dễ dàng thích nghi hơn và quan trọng nhất là tự nhiên hơn so với những phương pháp trước đây. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn nhận thấy VoE có thể giữ lại được cảm xúc của người nói. Các nhà nghiên cứu cũng biết rằng do VoE có thể tự nói lại với giọng nghe y chang người thật, cho nên nhiều khả năng là kẻ gian sẽ lợi dụng và đánh lừa hệ thống bảo mật hoặc giả danh là một ai đó nhằm mục đích trục lợi bản thân. Để hạn chế điều này, các nhà nghiên cứu đã tạo ra một mô hình để nhận biết xem đoạn âm thanh có được tạo ra bởi VoE hay không. Ngoài ra, họ cũng sẽ tuân theo các quy định nghiêm ngặt để phát triển mô hình này. Star Wars Jedi Survivor vừa mới tung trailer gameplay dài 9 phút cực kỳ mãn nhãn với những màn đấu kiếm và chúng ta cũng có hành tinh mới xuất hiện, Kobo, các bạn cùng xem với mình nha. Star Wars Jedi Survivor is February's IGN first, and to kick it all off, we're introducing you to the world of Kobo. Để tăng thêm phần kích thích cho fan, mới đây chúng ta vừa mới được chiêm ngưỡng thêm một trailer gameplay của Star Wars Jedi Survivor dài đến tận 9 phút. Đoạn video này cho thấy game trong bối cảnh diễn ra tại Kobo, một hành tinh khai thác đá cũ kỹ chứa đựng nhiều mối hiểm họa tiềm tàng, nơi chưa hề xuất hiện trong game hay phim bao giờ. Thiết kế màn chơi của Star Wars Jedi Survivor dường như được mở rộng hơn so với những phần trước. Trailer game này cho thấy nhân vật Cole chạy xung quanh một khu vườn rộng lớn, chiến đấu chống lại những cỗ máy chiến tranh lẫn các động vật hoang dã sống ở trên cái hành tinh này. Star Wars Jedi Survivor sẽ ra mắt trên PC, Xbox Series X và Xbox Series S, cùng với đó là PS5 và sẽ ra mắt vào ngày 28 tháng 4. Nếu như mà các bạn đang me hai con chip này thì hiện thực có thể sẽ tàn khốc. Đó chính là con chip Intel Core i5-13490F và Intel Core i7-13790F, tại vì nó chỉ nhất định bán ở một số thị trường, trong đó có thị trường của Trung Quốc. CPU thế hệ thứ 13 Raptor Lake sẽ có thêm hai thành viên mới, bao gồm là Core i5-13490F và Core i7-13790F dành cho thị trường Trung Quốc. Core i5-13490F sẽ là thế hệ tiếp nối của Core i5-12490F, còn Core i7-13790F là một thành viên mới hoàn toàn. Cả hai sẽ là những con chip Black Edition do chúng được bán trong những chiếc hộp màu đen và bên trong sẽ không có tản nhiệt stock. Ngoài ra, do đây là con chip thuộc dòng F cho nên nó sẽ không có iGPU. Theo hình GreenSock CPU Z rò rỉ ở trên mạng thì Core i5-13490F sẽ có 10 x 16 luồng, bao gồm 6 nhân P-Core và 4 nhân E-Core, với P-Core sẽ chạy với xung nhịp boost là 4.8 GHz. Core i5-13490F đạt 779.7 điểm trong bài test đơn nhân và 6.834.5 điểm trong bài test đa nhân. Từ đó có thể suy ra Core i5-13490F mạnh hơn Core i5-13400F là 6.9% về hiệu năng đơn nhân và 4.5% về hiệu năng đa nhân. Còn so với thế hệ tiền nhiệm Core i5-12490F thì Core i5-13490F mạnh hơn 11.4% về hiệu năng đơn nhân và 46.9% về hiệu năng đa nhân. Hot quá, hot quá, quay số may mắn rước xe đón xuân đến ngay GVN. Chương trình bắt đầu từ ngày 14 tháng 2 đến ngày 31 tháng 3, 2023. Cụ thể như sau, mỗi khách hàng khi mua hàng tại GVN sẽ có cơ hội trúng thưởng với tổng giá trị giải thưởng lên đến 400 triệu đồng. Với mỗi 1 triệu đồng trên mỗi đơn hàng, khách hàng sẽ nhận được một mã số may mắn khi mua hàng tại GVN. Với cơ cấu giải thưởng như sau, hai giải đặc biệt, mỗi giải một xe Honda SH160i trị giá lên tới 120 triệu đồng. 6 giải nhất, mỗi giải một điện thoại LG Phone trị giá 23 triệu đồng. 8 giải nhì, mỗi giải một bộ Gaming Gear Logitech Aurora trị giá lên đến 10 triệu đồng.
cực hot, chương trình quá hấp dẫn, còn chần gì nữa mà không bấm vào đường link bên dưới để tham khảo chi tiết về chương trình này nhỉ? Không biết là các bạn nghĩ gì về những thông tin ngày hôm nay, các bạn có thể để lại comment phía dưới cho mình biết nha. Và nếu có một thông tin nào đó đáng chú ý mà mình chưa biết thì các bạn cũng có thể để ở phía dưới để cùng chia sẻ với mình. Còn bây giờ thì đừng quên like, share và subscribe kênh GVN. Mình hứa sẽ quay trở lại với nhiều tin tức khác hay ho hơn nữa. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn, bye bye.